ai vậy? Bóng mày, mày bóng quá mày ơi. Ừ, ba, thấy ghê. Tôi bê đê, tao bị nhận chắc là chết. Thứ độc bóng. Đi đâu mày? Tôi thấy chưa? Những thằng mà chống đối tụi mình là xử như vậy đó. Mày làm gì vậy hả? Ai với mày xí mũi vô chuyện của tao? Mày đứng tới chuyện người khác chuyện của mày không hả? Anh hùng cơm hả? Bao đồng hả mày? Linh, em làm gì mà cứ hoài không nghe được Linh? Ngồi trong lớp một suốt ngày ôn sổ, đừng có tưởng học giỏi, đừng muốn làm gì làm nữa chứ. Cô, cô, con biết sao nhãn trong giờ học là lỗi của con. Đây là đồ dùng cá nhân của con. Mong cô không nếu cảm. Chỉ có Linh, một ngày, ta chỉ có một ngày, tại sao chọn trốn đi cho đẹp trời? Nếu mà có một ngày, ôi ta chỉ có một ngày, vậy thôi thì trốn đi cho đẹp trời. Nếu cứ mãi ở đây, thời gian sẽ trôi hoài phí. Vậy đừng đứng đây nữa mà bước ngay, tuổi xanh trôi qua làm gì. Ê tụi bay, ai mà xài hộp diêm giống đỉnh vậy? Thì nó đó chứ ai. Sao không khí ở đây thoải mái quá ha? Mà tao cái chút thiếu. Cái hũ muối của mày á. Với tao á thiếu con đình. Bữa ba không tới làm hòa hả? Bằng cách nào giờ? Bữa đâu ai ra mặt giúp nó đâu. Tao có chỗ này hay lắm, đi theo tao. Diêm đâu rồi? Ê ê ê Dũng, mày coi kìa. Cái gì Dũng? Trời ơi. Nguyên cái lỗ không kìa. Nghe mày đó mà nhìn. Nhìn cái lỗ không vậy? Mà. Trời quá trời luôn. Có cái gì? Có cái tổ ong thôi mà. Tình bạn của ta. Nhìn dọn tổ ong.
hay khó chuyện thế nào thì mình tính sau, còn giờ hãy cứ vẫn lo một ngày. Cuối cùng cũng xong rồi ha. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Công trình tụi mình làm chiều tới giờ mà. Chắc là định thích lắm á. Chứ sao nữa. Ủa, mà sao tao thấy Linh đâu vậy? Tao tìm Linh cho mày, lo kiếm Đình đi. Ê, 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 ê. Cái thằng này. Mày đây. Biết là sáng giờ làm mệt lắm không hả? Tới lúc này mà tụi bay còn sợ cái gì nữa. Lên. Ê Linh,